Dạ Trường mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trường Vlog. Và đây là bố già. Bố già bây giờ đang cộng sổ với chú anh chị. Ngay bố già tiền về. Tiền về bố. Tiền về mọi người ủng hộ em Nguyễn Hoàng Phúc. Tiền của mình thường quân gửi Nguyễn Hoàng Phúc mà bố già đang Facebook có nè. Thì cũng được 2 triệu bây giờ bố già sẽ lên danh sách. chị Phạm Thị Hồng 500k, Quỳnh Thị Chi 200k, Bảy Khang này cũng bạn có bố già 300k, Thạch Minh Chiết 200k, Lê Gia Hòa hay Gia Hoa gì đó là Lan Lê đó là 500k, Đức Phở cũng khách trong phòng trà bố già 300k, thì tổng cộng 500k nha mọi người. Bố già đang kiểm không có sót không? 2 triệu, tổng cộng 2 triệu. Tổng cộng được 2 triệu. Bố già cũng ra chuẩn bị đem vô trao cho em nói nha. Dạ. Thì nghe nói khỏe rồi thì cũng mừng đi. Thì cũng được như đây thì bố già tổng kết lại nha mọi người. Sẽ chút xíu bố già sẽ gửi đến em đó. Dạ. Thì cho có chi phí. Cũng thay mặt em Nguyễn Hoàng Phúc và cảm ơn quý Mạnh Thường Quân. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Thật sự thì cũng đủ duyên chứ. Khi mà con xuống bệnh viện con tìm hiểu á, cái bố cũng thấy hoàn cảnh khó khăn, bố cũng lên thăm đúng không bố? Bố có lên thăm. Dạ. Bố cũng có kêu là đi bệnh viện đi thì cũng có người ở trển là hứa cho tiền để đóng tạm ứng 20 triệu. Dạ. Rồi cái phần mổ thì bố sẽ kêu gọi bên đây. Cuối cùng em nó thì nghe nói cũng bác sĩ ở đây nó cũng không đến nổi mổ. Dạ. Thì em nó không có đi chuyển viện rồi thì bây giờ thì bố già chốt được nhiêu thì chút xíu bố già đem vô chổng cao cho em đó nha mọi người. Dạ. Ở đây phần của bên Trường được một vị Mạnh Thường Quân cũng kêu gọi riêng giúp đỡ cho anh Hoàng Phúc này, thì tổng số tiền là cũng được 17 triệu của chú anh chị. Thì anh trao đợt đầu là 5 triệu, đợt sau này là 12 triệu. Và hôm qua Trường đem lên cho 3 triệu nữa là tổng anh nhận phía bên Trường với lại anh Mạnh Thường Quân của anh Trần Được là tổng 20 triệu. Bố già đây 2 triệu nữa là 22 triệu của chính chị. Nói chung thì cái số tiền này cũng rất là lớn đối với gia đình. Nhưng mà cái tiền viện phí thì mình không biết sao bố ha. Nói chung là bây giờ mọi người chung tay giúp đỡ cho hoàn cảnh này thôi. Còn cái duyên của ảnh đến đâu thì hay đến đó đúng không bố? Chứ giờ cũng trong tầm tay, trong khả năng của quý Mạnh Thường Quân thôi, giờ mình biết nói sao giờ. Thì ngày hôm qua con lên á thì mẹ của ảnh cũng nói chung là kể cũng hết đầu đuôi câu chuyện là ảnh bị tai nạn té mà không biết té ở đâu và không biết người ta đụng ảnh hay tự té nữa. Rồi mới khổ vậy, giờ vợ thì mang bầu tháng thứ 9 rồi, không có tiền để mà chuẩn bị sinh con nữa nè. Nếu mà cái anh này nằm ở bị tai nạn vậy mà chưa có lành, rồi tới lúc mà vợ sinh nữa lại khó khăn là trọng trách khó khăn nữa bố ha. Cũng cầu mong là ảnh sẽ vượt qua được cái cơn nguy kịch để mà sớm để hồi phục sức khỏe để làm để lo cho vợ con. Thì giống như bố con mình thì thấy thương hoàn cảnh nào thì mình kêu gọi giúp hoàn cảnh đó thôi. Thật sự thì rất là may mắn, cũng rất là được quý cô chú anh chị và Mạnh Quân đã quan tâm. Thì sẵn ngày hôm nay Trường đi xuống đây để gặp bố, để thăm bố và hồi nữa đi với bố lên bệnh viện luôn. Thì bố cũng nói là bên bố cũng được 2 triệu, cũng rất là mừng luôn quý chính. Bố đặt Facebook ngày hôm qua, bữa nay được 2 triệu mọi người cũng. Dạ, đỡ quá. Thì khách hàng của bố già bên phòng trà đó. Dạ. Thì với số cũng bạn bè trên Facebook bố già thì cũng cảm ơn thay mặt em Phúc, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ. Ở giờ là Trường với lại bố sẽ chuẩn bị lên bệnh viện để mình thăm tình hình sức khỏe của anh Nguyễn Hoàng Phúc này, coi ảnh sao. Và cái định hướng của gia đình đó là như thế nào, coi nếu mà có cần thiết có đem lên Sài Gòn mổ hay không. Tại vì con nghe nói là bị nứt cái sọ não luôn rồi bố. Cái đầu mình đã bị giống như là bị té chắc đập đầu á, rồi nó bị chấn thương sọ não luôn chứ anh chị. Mà cái dạng mà chấn thương sọ não mà để lâu ngày, nếu mà máu bầm nó tan thì không nói, mà để mà nó không tan rồi mới mệt đúng không bố. Dạ. Thôi bây giờ Trường mời quý cô chú anh chị cùng với lại bố già sẽ đi vào bệnh viện để gặp gia đình của anh Nguyễn Hoàng Phúc này để mình trao cái số tiền của quý Mạnh Thường Quân cho ảnh, để cho người nhà lo cho ảnh để điều trị nha quý chú anh chị nha. Và mong quý chú anh chị hãy theo dõi video của hai bố con nha. Bye bye. Dạ, giờ Trường với lại bố già cũng đang tới bệnh viện của chú anh chị. Giờ đi vô để mà lên tới lầu 5 rồi nha.
đi bộ lên lâu năm. Đi bộ lên lâu năm đi chết luôn á. Bố già rồi, bố còn mất đi bộ nữa. Bố già giờ phải đi kiếm thang máy đi chui. Đừng nào trời. Chắc bên này thôi bố. Ừ, đi vô rừng này lại. Đi vô rừng này. Đây là khu bệnh viện mới của thành phố Trà Vinh đó quý anh chị. Vô ta chắc không có biết có cho quay phim được nữa. Chắc không biết rồi. Đi lại đi. Quay lén lén rồi. Ừ, cầm vậy đó đó ai biết rồi. Ừ. Thôi thang máy chứ đi thang bộ chắc xỉu luôn á. Xỉu. Nói ăn cơm xong hết cơm. Có thai mà đang xuống. Thang nào cho mình đi ta? Thang ở đây hả? Số nào cũng được, số nào xuống ở đây. Ra bệnh viện mới này rộng quá trời luôn. Bố đó giờ vô đây mấy lần rồi? Tháng nào cũng vô đây nè. Lấy thuốc huyết áp không á? Uống đi thuốc huyết áp hả? Từ mà lên like tới giờ đó. Lên like tới giờ bị tụi nó dập. Thuốc huyết áp luôn tới giờ. Ủa sao không có số 5 gì cả? Ủa sao tầng 3? Thằng này tới tầng 3 cái mình đi bộ lên ta. Ừ, sẽ tới tầng 3 có thể có số 3 hết à. Mỗi tháng mà vô đây lấy thuốc huyết áp. Ủa lấy bên đây chứ mà lấy bên cũ à? Vậy cũng không phải như này. Dạ. Ồ, tới đây là hết thang máy rồi. Đi thang bộ. Chắc bên đây quá bố. Bên đây. Bệnh viện này mới xây quá chứ anh chị. Mới xây rất là mới. Xong rồi. Bệnh viện quá trời rộng luôn mà ha. Đi mỗi chân. Ủa đây đâu phải đường lên ta. Ủa sao kia đi lên đây? Hai bên đó. Bên đó. Ờ, có cầu thang không? Ủa vậy rồi. Thang máy số 1 tầng 3. Tầng 3 hết rồi. Khu hành chính, khu điều hành. Này lối thoát mà. Lối thoát hiểm. Như tới đây hết rồi bố ơi. Lối thoát đi rồi. Hết rồi. Ủa kỳ vậy ta. Ở kia đi qua đây nè. Đi qua đó kìa. Thầy ơi hai bố. Hai bố con đi lạc. Ở đây hả? Không biết luôn, tôi đã kiếm lầu 5 nè. Đây đây, bên đây nè bố ơi. Có không ta? Đây đây, qua đây, qua đây. Qua đây, qua đây, kiếm thang máy đi lên tiếp. Trời ơi, trời trời đi, không biết đường đi, đi quần quần rồi luôn. Thang máy vô đó. Nãy giờ có chỗ đi lạc. Không biết đường vô, biết đường ra luôn hả? Cô nuôi bệnh trên đây hay gì? Dạ. À, bị gì cô? Nó gãy chân á. Gãy chân hả? Dạ. Té xe hả? Chồng quá. Dạ. Rồi chồng nó ở nhà chị em ta quýnh á. Trời ơi. Quýnh gãy không gãy chân con. Chồng quýnh hả? Không. Chồng em bị mượn tiền mà mình không cho quýnh. À, trời ơi, mượn tiền không cho bị quýnh gãy chân luôn. Trời ơi. Bây giờ con trai con gái bị. Con gái bị hả? Thì sao không cho ta mượn đi? Sao không cho ta mượn? Ừ. Không cho mượn hết 1 triệu rồi, rồi cái này không có tiền nữa. Dạ. Trời đất ơi, ác quá trời ác. Rồi lên tiếp đường nào nữa đây. Lên đây nè, sao nè bố nè. Đi kiếm thang máy lên nữa. Sau một hồi di chuyển đi vòng vòng với chú anh chị thì cũng tới được khoa ngoại thần kinh. Năm, nãy nó 503 hả? Đi vòng vòng chắc thấy rồi hả? Này nó phòng bệnh riêng mà. Này mỗi người một phòng hay sao? Đâu đó. Thấy giường nhóc này. Nhìn vô là 4 người. Ồ, làm theo ông rãi. Ừ. Rồi, bạn trước rồi đúng không? Bạn trước bà đón mình kìa. Trời trời, có thang máy ở đây nữa. Thang máy ở đây nè. Nãy giờ đi vòng có thang máy mà không biết đường đi với chính chị. Sao bao nhiêu giờ đi lạc thì bây giờ cũng đã đến. Đã đến rồi. Nay sao rồi? Ổn chưa? Ổn rồi. Giờ
tỉnh này ha. Chị đi qua đây cho em nhắn này người chị đi. Sáng giờ chị ăn uống gì chưa? Chị mới ăn. Chị mới ăn hả? Mới ăn. Thấy anh đỡ mừng. Bác sĩ nói là bây giờ là không cần chuyển chữa nữa. À, bác sĩ nói bây giờ ở đây điều trị được. À, bác sĩ nói điều trị được ha. Dạ, à, chị được. Thế là tỉnh rồi đó, bên đây thấy tỉnh rồi. Dạ, thấy tỉnh rồi, biết rồi. Biết rồi ha, dạ. Ừ, biết rồi cũng mình. Dạ, cái chân bên kia cũng tự động được luôn rồi. À, vậy rồi. Rồi, tự động được hết rồi. Nói chung là bây giờ vẫn còn cột tay lại vậy hả chị? Dạ, đúng rồi, cái này tại vì không cột, ảnh quậy quá em làm không lợi. À, vẫn còn hơi sản còn quậy ha. Dạ, vẫn còn quậy. Rồi phải cột là không cột thì quậy quá là không lợi. Đúng. Trời, trên đây mà đi ăn rồi xuống tới tút với bãi xe dính cái đồ ăn. Rồi bữa giờ viện phí tính nhiêu hết rồi? Cũng bữa hổm chị tạm ứng là 3,5 triệu. À, tạm ứng 3,5 triệu. Dạ, tới giờ là chưa có. Tới giờ chưa, chắc dạ. Chưa hết tiền. Chưa có kêu đi đóng đi gì. Thì đang chị nó hết tiền nó kêu mà. Dạ, dạ. Rồi mẹ ảnh đi hả? Dạ, mẹ ảnh về quê à. Dạ. Rồi bữa giờ ảnh ăn uống rồi được không? À, bơm trực tiếp vô tử luôn. Bơm đường ống luôn. Chỉ bơm sữa nước yến rồi thôi chứ chưa bơm được cháo gì thôi, chỉ trà đường. Rồi cái sự việc này sao rồi, chị hỏi công an giao thông chưa? Em chưa có liên lạc được nữa. Chưa liên lạc? Dạ. Chưa liên lạc được. Rồi tại vì bữa hổm liên lạc với công an là cái số điện thoại của chồng. Rồi bây giờ điện là không thuê bao luôn rồi, không có. Thì từ từ nó cũng ngáy à. Dạ. Đợi hết bệnh nó cũng kiếm. Dạ. Bố trao tiền trước đi. Nè, ngồi cắt cái clip này gửi qua 24 rồi. Đây. À, bữa hổm đăng trên Facebook á, thì cũng có một số người gửi nè. Dạ. Chị Phạm Thị Hồng 500.000. Dạ. Quỳnh Thị Chi 200.000. À, chị Bảy Khang. Dạ. 300. À, dạ. Thập Minh Chiết 200. Lê Gia Hoa, Gia Hòa gì đó là Lan Lê đó 500. Với dạ. Mới vừa nhận xong của Đức Phở 300 đó là 2 triệu. Dạ vậy. Dạ. 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 Cái phần này trên Facebook đó. Dạ, chị chồng, hai vợ chồng con thay mặt cảm ơn các chú, các cơ đã ủng hộ cho con. Xin cảm ơn nhiều. Rồi tới trường làm gì làm đi. À, dạ chị, thì ở đây là Mạnh Thường Quân anh được á. Dạ. Chị biết anh được rồi không? Dạ biết. À, anh được ảnh lúc đầu là ảnh đợt đầu ảnh cho dạ, gửi cho mình là 5 triệu. Dạ đúng rồi. Là chị nhận đủ ha. Dạ. À, đây là chị nhận lúc đầu là 5 triệu, còn dạ. Đợt 2 là bữa nay nè. Dạ. Rồi. Đợt lại cái miếng này mình. Đó. Đợt lại với lại đúng rồi. Đó là hai miếng này đó là đợt 2 nè. Dạ. Đợt 2 là ảnh sẽ gửi cho chị là 12 triệu nữa ha. Dạ. Là bữa nay đó. Là bữa nay á là tổng cộng là hai đợt là ảnh gửi cho chị là 17 triệu. 17 triệu. Ngày dạ. Hôm qua em có gửi cho mẹ chị là 3 triệu. Dạ. Là bên Mạnh Thường Quân bên em ha. Dạ. Là tổng cộng là của chị nhận được 20 triệu. Dạ. Đúng không chị? Dạ đúng rồi. À, thì bây giờ em xin gửi số tiền 12 triệu cho chị ha. Dạ. Đây chị coi cầm nhận số tiền này rồi chị đếm lại giùm em nha. Rồi chị bỏ miếng giấy xuống đi. Bỏ miếng giấy xuống rồi chị đếm lại giùm em. Đếm lại đi, đếm lại. cho nó coi đủ không? Không, đếm đi trời, đếm lại chứ trời, để công cái gì, cầm nguyên cục đó em đưa không đủ, người ta nói em chết à. Đếm là dính nha, dính lộn mà chết luôn á. 6 7 8 9 10 dính rồi chưa? Đây bố đếm vô đi bố. Chị làm lại á, bây giờ tép. Làm lại hai cái miếng giấy cái gì mang nha chị. Để hôm chụp hình gửi qua cho anh ta. Đây. Dạ. 1 triệu ha. Dạ. 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12 dạ. Anh Trần Được là cái người mà dạ. nói mà nếu mà chuyển viện á thì trên Trần Được đóng tiền tạm ứng ở trên kia giùm á. Dạ. Mà bây giờ mình không có đi nữa thì Trần Được chuyển về đây. Dạ. À, để cho mình lo tiền thuốc, tiền viện phí gì đó ha. Dạ. À, dạ. Được. Dạ. Đây cái giấy của chị đây. Đó là chị cầm em chụp hình cái ha. Dạ. Ok. Thì anh Được anh nói là tại lúc đầu tưởng đâu là đem lên bệnh viện Chợ Rẫy để mà phẫu thuật thì anh tính là chờ ở trển. Dạ. Rốt cuộc người nhà mình thì nói là ở đây chạy trị được ở đây luôn. Dạ. Thì ở đây thì anh mới gửi số tiền này về cho mình. Là hai đợt tiền thì anh gửi là tổng cộng là 17 triệu ha. Dạ. Để giúp cho chị có ít kinh phí để mà lo cho ảnh, để mà giống như cho ảnh mau khỏe lại. Dạ. Để mà còn lo chị sinh đẻ nữa. Dạ. À, thì số tiền này nói chung là mình cũng gói ghém lại để mà có, nếu mà có dư ra để sau này còn xanh nữa. Dạ. Còn xanh nữa anh chị nha. Dạ. Ví dụ còn dư ra thì để dành nó còn xanh, ra bữa tới xanh á. Dạ. Mình dạ. Dạ. Nếu mà có quý mạnh thường quân nào thương tình mà muốn hỗ trợ cho nữa thì lúc đó thì em với bố già sẽ qua sau. Dạ. Bây giờ có ai cho nữa thì đây sẽ đem cho tiếp. Dạ. Thì thôi giờ cũng gắng cố gắng giữ sức khỏe rồi để mau chóng cho anh mau khỏe lại vượt qua hả chị ha. Dạ. Dạ. Rồi rồi. Thì thôi cũng chị nói lời cảm ơn đến tất cả mạnh thường quân đi. Dạ. Anh thay chồng em với cảm ơn em, cảm ơn nhiều mạnh thường quân và anh Được. Dạ. Cảm ơn nhiều. Rồi vậy hả chị ha. Dạ. Rồi. Quay lại. Ủa sao đang. Ủa tự nhiên lên đưa tiền xong đi về vậy hả? Tại sao bị dài chứ đâu, mới đợi tao mở uống nước. Không phải vô kêu bác sĩ truyền cho miếng nước rồi về. Thôi đợi đi thang máy, mới đi thang bộ rồi truyền rồi, đi thang máy. Thang máy lên đây. Đây, đây, đây. Hai bố con tính kêu bác sĩ truyền cho miếng nước rồi về của chú anh chị. Rồi bố già không chịu. Bác sĩ nói truyền rượu không được. Thấy ảnh vậy cũng mừng cho má. Thật sự cảm ơn rất nhiều quý mạnh thường quân đã luôn hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Thật sự giờ nếu mà ông đó ông nằm vậy hoài, bả đẻ cái đời xong luôn. Ừ, thì thấy hôm nay tỉnh rồi đó, thì dạ. cũng mừng đi. Dạ. Nói chứ nội cái sinh đẻ thôi cũng đã khổ rồi. Ừ. Rồi con cái đẻ ra rồi phải lo cái nắng cái nữa. Mà ông này ông mà có chuyện gì cái nữa khổ càng thêm khổ nữa. Và chị này á là có đời chồng rồi, có con rồi. Ừ. Ủa mình đi bên đây không đó? Bên nào cũng được, nó mạnh, nằm ở cửa mình xuống. Bây giờ cái này bên đây à bố ơi. Đây nè. Thì cái nào cũng được á. Phải có người lú đầu ra đó, thấy mình đang đứng cái người ta đi vô xuống luôn. À vậy hả. À, chị này chỉ có đời chồng trước rồi, có hai, hình như có một hai đứa con rồi. À. Rồi xong rồi anh này thì chồng sau nhưng mà chuẩn bị đi kiếm tiền cho vợ đẻ, vợ sinh vậy mà rốt cuộc cái là bị vậy luôn. Đấy. Quý cô chú anh chị ơi, giờ ăn nhậu ít ít thôi. Chừa sức đường về chứ giờ thấy nó nguy hiểm quá trời. Xuống đâu đây? Bố bấm đầu là xuống luôn à. Giờ hai bố con đã lên tới tuốt 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 ở trên lầu trên của chính chị. Giờ chuẩn bị đi về đó. Thì bên bố già thì bố già cũng nhận được 2 triệu. Còn bên trường thì ngày hôm qua trường đã trao số tiền 3 triệu đồng, đó là của chú Hùng Hugo và anh Kim Hoàng và một vị mạnh thường quân giấu tên mà số tài khoản đu là 5014. Mỗi người là góp vô 1 triệu là tổng cộng số tiền 3 triệu. Thì hôm nay anh Trần Được là một người anh của trường cũng là mạnh thường quân trên kênh khá là lâu, thì anh cũng đã gửi về cho được 12 triệu đồng nữa. Thì ngày hôm trước á, là anh đã gửi cho gia đình của Hoàng Phúc là 5 triệu để mà tạm ứng viện phí trước 5 triệu. Ngày hôm nay anh gửi về cho thêm 12 triệu nữa, là tổng cộng bên anh Trần Được đã cho 17 triệu của chú anh chị. Thì với lại cộng với 2 triệu của bố già là được, hôm nay là được 19 triệu, của trường 3 triệu nữa là 22 triệu của chú anh chị. Thì cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã luôn đồng hành và quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cùng trường với là bố già. Thì mong quý cô chú anh chị hãy giữ vững sức khỏe để mà có thể sống cuộc sống hạnh phúc nha quý chú anh chị nha. Bây giờ trường với bố già cũng xin kết thúc video đây. Bye bye mọi người.